Yo, hello nha, chào người nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình là Từ Từ Đường Phố đây, rất vui người nha. Từ ngày rất thoải mái và thư giãn xem clip của mình, các bạn thấy video mình hay và hữu ích thì người nhấn like và share để bật thêm cái kênh nha, nó đăng ký bên góc phải màn hình cho mọi người rất là nhiều. Ngoài ra không biết anh em nó có ok chưa, nếu chưa cái shop nha, shop mình có để phần mô tả cũng như phần bình luận video, anh em có ủng hộ với con nào. Bên shop hiện giờ đang rất là nhiều hạc rẻ luôn, bởi là mình toàn thu mua bán hạc rẻ thôi, bạn nào có nhu cầu bán cái DS3 hạc vài trăm nghìn thôi. Nên anh em qua ủng hộ mình nhá, cảm ơn bạn rất nhiều. Ngoài ra không biết anh em có nhu cầu mua bán cái liên hệ mình, nên Facebook mình có để phần mô tả luôn. Bữa nay mình có thu mua bán hàng lại rồi. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Ok, quay lại trở lại series ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đua top với MC vào 804 nha mọi người nhá. Hôm nay thì đầu tiên mình sẽ đi quét đi. Giờ bắt đầu làm nhiệm vụ thôi anh em. Giờ bắt đầu làm nhiệm vụ. Thế hôm nay có quà mới rồi bạn. Làm qua bên ngoài là chúng ta bao điểm qua event ngày hôm nay xem có gì hot nhá. Mười vừa tròn đủ. Huấn luyện một hai ba. Hôm qua mình đánh chết boss anh em, hôm qua đánh boss thế giới nhưng máy mình nỡ tay mình nhận quà rồi chứ không quay lại cho các bạn coi được. Hôm qua mình may mắn nào lại đánh được boss thế giới các bạn, có thể hỏi anh em trong server để biết thêm thông tin. Đấy, hôm qua hạ được boss thế giới đàng hoàng. Giờ thì đi quét nhiệm vụ đã. Hôm nay nhiều việc đấy. Còn đâu về vấn đề cháu Nuza có lên chơi không thì thật sự là các bạn cứ phải bình tĩnh nhá. Hiện giờ mình vẫn đang gọi là trong quá trình hoang mang lắm. Không phải là không muốn chơi, thật sự mình muốn chơi Nuza lắm luôn, nhưng bây giờ lại có PR rồi, cái kiểu bây giờ nâng NG rồi các bạn hiểu không? Không chơi thì tiếc mà chơi thì lại cảm thấy khó. Tạm thời mình sẽ up level cho cháu nó lên. Để mình up skin trước các bạn. Đây, tạm thời vậy đã, tính sau, mọi thứ tính sau, mình sẽ nâng để up skin cho cháu nó. Rồi bắt đầu chơi không thì mấy đứa sẽ chuyển tính sau các bạn. Evan hôm nay xem nào. Nạp tiền dinh cỏ hot full mốc 7k này. X10 này rich này. Ôi có anh em nào rút đồng liên hệ mình nhá. Tiểu Vy vẫn mốc 10k thôi. Tình bạn VIP khủng đây. Qua ngày mới này, bắt đầu làm qua ngày mới anh em, kinh nhận ngày cuối cùng 20 thẻ đột phá này, ngon này. Bàn quay hôm nay bàn quay bình thường tiếp nha. Evan quà vẫn vậy. Ký nhận này, được 10 dưỡng áo anh em, xịn sò. Được thêm 10 vé cao cấp nữa này, ngon, ngon rồi này, ui phụ kiện sử nữa này. Ok, cuối tuần này thấy bên game nó cho cái sự kiện này khá là ngon các bạn, cực kỳ ngon và hấp dẫn luôn, nhận thôi. Ok, giờ thì test xem nhân phẩm bạn nào may hơn nhá. Anh em qua nói luôn cái nhân phẩm của bạn cho mình biết luôn nha. Đây là đống đồ rác mình vừa mở ra được. Không được một món nào cụm lăm luôn các bạn, đen thật sự luôn. Ok, dù sao cũng được đồ rồi, đi ghép thôi xem nào. Đâu này có đồ cộng mới anh em, một nó 500 cộng 7 này. Tiếp khăn sức mạnh cộng 7. Cũng nên cộng 6 thôi anh em, cái này cũng chỉ nên được cộng 6 thôi. Được 2 món, 3 món, mấy món với cộng 7 nhưng cũng không khác với nhau được. Uầy, đen vậy. Ồ, mà như này gần lên cấp thì phải, hôm nay lại gần lên cấp rồi. Đây là chuẩn bị lên cấp rồi các bạn. Nghe, mình còn một thông tin nữa nha. Mình nghe, cái này là vấn đề mình nghe, thật sự mình cũng chả biết nói sao các bạn. Thông tin thì đưa ra lúc nào cũng là mình nghe được thì mình thông báo cho các bạn gọi là đề phòng thôi. Còn là có thể gọi là đề phòng hoặc là chuẩn bị trước thôi. Còn chính xác được hay không làm sao mà mình biết được, nếu mà không chính xác thì anh em phải thông cảm chứ. Còn nó chính xác thì các bạn lại ôi cảm ơn anh, không được thì các bạn lại chửi mình. Mình chả biết nói sao nhưng thôi, dù sao thì mình có thông tin thì mình cũng đưa ra đấy, nhưng mình chỉ góp ý các bạn vậy thôi. Đó, thì nghe mình nghe được bảo là thứ ba tuần này có tiêu thể lực nhá, anh em tích thể lực đi. Nhắc mà nhớ vừa nói xong đấy, mình tiêu mất 240 thể lực rồi. Thôi làm xong nhiệm vụ rồi, từ giờ đến tối là không tiêu một đồng thể lực nào nữa, tích hết lại các bạn. Từ giờ đến tối là tích hết thể lực lại luôn. Có bao nhiêu tích bấy nhiêu lại. Làm nhiệm vụ nào. Vận chuyển những công việc buổi trưa các bạn không thể nào quên được nha. Hôm nay chắc ạc mình lên được 2 triệu 2 được chiến anh em. Mình đoán là tầm đấy, hôm nay kiểu gì cũng lên được 2 triệu 2. Vì bây giờ cháu nó đã được 2 triệu 1 rồi.
Nuza chắc cứ từ từ, bởi vì Nuza mình còn phải nâng cấp nữa các bạn, cứ bình tĩnh truyền sau vậy. Nuza là cứ bình tĩnh truyền sau, mình sẽ up skin cho cháu nó mấy cái skin chính lên full đá xong bắt đầu mới truyền lên, với là vừa tầm, mình nghĩ là vậy nó sẽ ổn hơn. Chắc mới nhớ như là trong túi mình đá mega như là đủ rồi, mình nhớ đâu lắm rồi mình không kiểm tra đá mega ấy nhỉ. Ô mới được 132 viên thôi anh em, chuẩn bị tỏa sáng được rồi. Đây ăn còn nguyên một bộ đá chuyện 400 thẻ đột phá này. Hôm nay đi tẩy qua cho cháu Gomin này. Hôm nay đi tẩy cho Gomin đi, kiếm dòng mới. Tẩy nào. Nó đi, xin một dòng thôi. HP crit. Tuyệt vời. Ra crit là tuyệt vời rồi. Để em tới truyền cho cháu ấy anh em. Ô chết, giờ này mình đi khóa dòng ấy lại à? Ô nãy mình quên không khóa dòng HP các bạn, dòng speed các bạn ơi. Cay vậy. Thôi nào nổ dòng mới đi, thêm dòng HP đi cũng được. Nào HP. Cay thật sự luôn, nãy nỡ tay không để ý khóa, không khóa dòng speed rồi. Thằng nào mình cũng dính cước mấy cái vụ này nhỉ. Cay thật sự. Giờ nó không nổ ra dòng nào luôn. À rồi đây, dòng HP nổ rồi. Lên nào. Lên nào. Ui, mất dòng speed rồi, cay thật sự các bạn. Ai, tính năng truyền bữa nay nó còn mới luôn nè các bạn này. Tính năng truyền bữa nay này nó khác hẳn luôn. Nó còn Nuza rồi, thử kéo cổ Nuza mà xem nào. Xem tình hình. Ủa, Nuza hệ siêu mà. Bay coi. Đây rồi. Đây bữa nay nó không hiện best trong này các bạn nhá, nó chỉ hiện chỉ số vậy thôi. Đấy. Đấy, bữa nay truyền nó chỉ hiện chỉ số nhẹ thôi các bạn này. Đó. Ok, cái vấn đề này truyền này là cứ phải bình tĩnh đã. Không vội vàng được. Thôi giờ mình cày cuốc đã, có gì hot mình quay bạn coi nhá. Ok, vậy là đã cày cuốc xong nha mọi người. Đấy, hết một ngày, được 45 bánh mì rồi. Các bạn cũng nhanh tay tích nha. Ui, hôm nay mở được 5 bánh mì luôn này. Ngon. Lói skin. Các bạn cũng nhanh tay tích bánh mì nhá. Ui, này ngon thật, 5 bánh mì luôn. Ngày mai, nghe bảo ngày mai tiêu thể lực đấy các bạn nhanh tay. Hốt quà nào. Dùng vàng. Mua mảnh Acer. Tiếp tục nào. Ok, nhận thưởng nào. Ai, trời, hôm nay ngày đầu bắt đầu thu hốt quà các bạn. À, ngày mai là bạn bắt đầu thi đấu cham tháng mới rồi. Anh em chuẩn bị tinh thần thi đấu cham ở đâu rồi? Sẵn sàng chiến đấu chưa? Mình thì sẵn sàng rồi. Xem nào, Thiên Phú hôm nay nói chung vẫn up và speed thôi các bạn. Quay bảo này lên được 2m2 mới có nổi không ta? Chết dở, nghe chừng không nổi rồi. Võ đài, nói. Khám. Ok, mình đi tẩy luyện anh nha. Ok, vẫn không lên nổi các bạn. Cố gắng gần đủ thôi chứ cũng chưa lên được. Căng thẳng nhờ. Ôi, giờ thì đợi truyền Nuza ổn ổn thì mình sẽ truyền qua thôi. Giờ thì chúng ta làm tí định mệnh xem hôm nay có ai để đánh không. Đây, lại đối thủ mới là các bạn, làm trận cho nó rực rỡ nha. Chúng ta làm ván giao lưu. Ok, em tới thì sẽ truyền cho Nuza lên thôi. Bút lao. Hút đơn thể. Trân trọng những ngày cuối cùng cháu rồng còn đang thi đấu ở trong tem anh em. Những ngày cuối cùng của cháu nó. Hay quá. Hạ luôn được rồi. Úi dồi, DNC gần bị bay màu rồi anh em. Cố lên.
cố lên. DNC này. Do đội bạn không để assist hệ nham, nếu đội bạn để assist hệ nham thì chắc mình ăn được các bạn. Đó là sự thật nha. Cái này là lỗi do bên bạn chuạc này. Nếu mà để assist hệ nham thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ ăn được. Điều đó là điều hoàn toàn xác minh thật sự luôn. Rất là mạnh. DNC nó cũng trở lên trâu ăn bò luôn. Lại tem mới à. Uầy tem nham luôn này. 2 triệu mốt nguyên tem nham anh em, biết phải không? Hay là ngoài treo thì rơi trong bán thịt chó nữa. Uầy đúng tem nham luôn, vịt bầu nữa, chuẩn tim gớm nhỉ. Thế này thì xịn sò rồi. Đấy, vịt bầu hệ tương chắc hệ mấy hệ hồn à. Chắc nhát một. Vấn đề giờ là PR mình nó không chịu vá con vịt bầu mới khổ cơ. Đấy, vấn đề giờ nó nằm ở chỗ là con vịt nó không chịu vá con vịt bầu làm sao đây. Ô đùa à? Chết giờ nó bị ngáo rồi. Rồi giờ này tưởng ulti vịt bầu nữa. Ôi cái này mình chắc mình phải tham gia chinh chiến một phát rồi các bạn. Bút lên. Hạ vịt bầu trước này. Ui, vẫn chưa bay màu luôn à. Căng nhờ. Căng nhờ. Rồi, giờ thì làm việc nốt đi. Đấy, giờ cho tem làm việc nốt các bạn. Một đập. Đúng rồi, hay lắm, đóng băng lại. Uầy, trận này đánh nghe căng thẳng ấy nhỉ. Căng ấy nhỉ. Căng ấy nhỉ. Căng đấy. Căng đấy, giờ còn mình assert à. Nào, làm được gì thì làm nốt đi assert đây. Đó, tranh thủ làm được gì thì làm đi. Làm được gì thì làm đi. Làm đi. Không tí là hết cơ hội giờ. Ui giời, đánh đi, đấy, đứng mà đánh đi. Đánh đi, win. Ok, thôi clip đồ top này thì chắc mình cũng xin phép kết thúc thôi anh em. Đây, tình hình top mình vừa đây, nhiều bạn có hay hỏi đây bạn. Top 16 nha anh em nha, rất lặng luôn nên mình không muốn quay. PK top 16 luôn, đó, tem đội đây các bạn. Đây, đó, hôm nay được 2 triệu mốt rồi. 2 triệu mốt 80, gần 2 triệu 2 rồi. Ok, thôi clip này mình cũng xin phép kết thúc bao nhiêu nha. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye bye, chúc anh em xem video vẻ. Đừng quên đăng like và share ủng hộ channel. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp bạn ở video tiếp theo. Bye bye.